quý khách hàng đang tìm cho mình một căn nhà giá rẻ, rất là rẻ. Với cái căn nhà này thì nó hiện tại, tính đến thời điểm hiện tại ở trong kho hàng của bên nhà tốt thì nó đang là thấp nhất rồi mọi người ạ. Giá chỉ 1 tỷ tư thôi với một cái căn nhà đường ngõ ô tô đây mọi người nha. Đó, đường ngõ ô tô, nó không phải là ngõ thông, tuy nhiên thì căn nhà này ở tận cuối kia nữa mọi người ạ. Đó, với cái căn nhà này ấy, thì ngói sẽ đọc thông số cho mọi người, một căn nhà cấp 4 xây dựng độc lập, duy nhất một căn, đường ô tô, xung quanh tiện ích đầy đủ, với cái hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mặt tiền của ngôi nhà 6m08, mặt hậu của ngôi nhà 6m08. Với cái hiện trạng của cái căn nhà này thì nó chỉ khoảng tầm nửa tháng nữa là xong hết và có thể dọn đồ về và ở ngay. Giá bán chỉ có 1 tỷ 400 triệu đồng thôi nha mọi người. Ngoài xin nhấn mạnh và nhắc lại, 1 tỷ 400 triệu đồng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng và bao toàn bộ phí thuế sang tên cho quý vị. Và với cái căn nhà này thì chắc hẳn là quý vị sẽ hỏi là căn nhà này hỗ trợ được bao nhiêu, thì ít nhất là hỗ trợ cho quý vị 700 triệu tiền mặt và phần còn lại là ngân hàng sẽ hỗ trợ nha mọi người. Và đây là cái phần thiết kế bên trong của căn nhà. Vị trí của nó thì là thuộc Đại Thành, Quốc Oai, xung quanh thì gần những cái gì, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn. Từ vị trí căn nhà này, nếu như mà để nói đi lên tới ngã tư Lê Trọng Tấn thì nó khoảng tầm 5 km và cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 4 km. Và với cái căn nhà này thì sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà được luôn nha quý vị. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì cũng khá là đơn giản cho một căn cấp 4 xinh đẹp như thế này. Gác xếp này, bếp này, ở phía trên một phòng ngủ và ở dưới một phòng ngủ nha mọi người. Bên trong là phòng vệ sinh. Đó, phù hợp với lại hộ gia đình nào mà mới cưới này, hoặc là nói chung là cái tầm tài chính nó vừa phải thì rất chi là ổn định mọi người ạ. Bởi vì cái căn nhà này có thể hỗ trợ 700 triệu đến 800 triệu tiền ngân hàng nha. Phần còn lại mọi người cứ chuẩn bị tiền mặt cho Ngọc Ánh. Và với cái giá chào bán 1 tỷ 400 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, đường ngõ rộng thông thoáng, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ, trường, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 đi lại thuận tiện. Nó chỉ là vị trí của nó thì là thuộc huyện Quốc Oai thôi, chứ còn nếu như tính vị trí căn nhà này thì nó xem với lại tổ 16 phường Yên Nghĩa nha mọi người. Đó, nói chung Ngọc Ánh quay như thế nào thì quay đường hướng ngõ cho quý vị y như vậy. Hướng, giá, vị trí đã nhấn mạnh và chia sẻ cho mọi người rồi. Rất nhiều quý khách hàng hỏi là bên em có cái căn nhà nào thấp tầng cũng được, giá rẻ là được. Thì đây chính là căn nhà thấp tầng và giá cực kỳ rẻ, rẻ nhất trong kho hàng tính đến thời điểm hiện tại, mà sổ sách đầy đủ, bàn giao được luôn nha mọi người. Đó, sổ này có thể là quý vị sang tên cho quý vị ngay và hỗ trợ vay ngân hàng, ký ba bên thoải mái. Quý vị nào muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết thì cứ alo cho Ngọc Ánh. Cái nhà này thì còn một chút về cái phần sơn này, gạch thì đã lát rồi, còn một chút về phần tủ bếp này, còn ở trên này là làm mái chống nóng này. Đó, ở đây là phần gác xếp, nói chung là hài hòa và phù hợp cho quý vị nào mà tầm tài chính thấp, chỉ có mấy trăm triệu thôi, thì căn nhà này đáp ứng được cho quý vị cái tiêu chí là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng và mong muốn đường ngõ ô tô thực tế như thế này. Đó, nó cách với lại trục đường chính nó chỉ khoảng tầm 100m thôi mọi người ạ. Đó, 1 tỷ tư nha mọi người, mọi người đừng quên nha. Và mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, muốn đi xem nhà thì vui lòng liên hệ với nhà tốt theo số điện thoại phía trên màn hình 0903013403 hoặc 0888041444. Diện tích của cái căn nhà này 40m², hướng nhà Tây Bắc, giá bán 1 tỷ tư. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.